Đây, xin chào tất cả anh em nhé. Đây tôi đang đào cái phôi gạo đây nha. Ôi giữa trời nắng quá anh em ạ. Cái chỗ hôm qua tôi đào cái bằng năng này, trong cái vườn điều nhỏ này, bà con đang phát vườn chỗ đoạn này. Đoạn này chưa, có cái đoạn trên, thân trên này bị chặt rồi anh em ạ. Cái thân này tôi hạ rồi, tí cũng hạ thân này đến đây anh em ạ. Moi moi thì đẹp là quay anh em xem. Cứ tưởng nó không hay mà nó dính liền cái thân này, mà thân này với cái rễ này anh em. Nhìn hay phết. Giờ tắt máy đi, làm tí nó lên nó đẹp nhá. Đây, cuối cùng lên rồi đây anh em. Anh em thấy không? Nắng giữ 12 giờ. Quất cái gốc này, PCB. May mà gỗ gạo nó mềm ấy. Nó mà cứng thì tước xác luôn. Cái này liệu để cái này có được không ta? Hai thân bằng nhau. Chứ song thụ. Cây này như gốc này là chơi song thụ được anh em này. Hoặc là mình làm cái cây giống như cây tượng trưng đấy anh em. Cái loại này mình đặt vô cái khay đấy. Cái khay nó dài đây này. Xong là cái chỗ giữa này thì mình làm một con đường. Đấy, hai cây gạo nó nằm hai bên đường, dưới đường giống như hai cây gạo đầu làng ấy anh em. Rất hay. Mấy cái gốc mà dính cái này thì phải chơi khay anh em, nó mới đẹp. Mỗi cây nuôi một mầm, nuôi thẳng lên, làm giống như cái cây gạo tự nhiên đấy. Giờ hoa nó thôi rồi nụ mười. Hay nhỉ, sao nó lại dính thế này nhỉ? Cây này nó bị chặt thế này anh em. Chặt sát này. Chắc đây là cái thân chính này. Nó ra một cái rễ này anh em này. Thì nó lại lên một cái mầm ở chỗ này. Nó thành cái cây này. Mà hai cây này nó lại tương đương anh em. Nhưng cây này nhìn nó già dặn hơn. Một nhát chặt này. Cái này hai nhát này. Dưới đây một nhát này. Trên đây nhát này. Như cái vườn này do nó bỏ hoang lâu rồi anh em, họ bỏ hoang ấy. Trước là người ta trồng điều to này. Người ta bỏ hoang một thời gian nó bắt đầu người ta lại chặt đi thôi, mà người ta lại trồng lại cái điều nhỏ này. Đâm ra mới có những cái cây này chứ không hết. Những cái vườn bên này nó khác hẳn, nó sạch. Sạch này không còn cây gì. Cái cây này nói chung là cũng chả chỉnh sửa gì nữa anh em ạ. Đây, tôi chỉ cắt này những cái vết dập kia anh em. Về lấy cái dao mình bo lại cái sẹo nó rồi mang trồng. Bụi keo trồng. Gạo này thì trồng khá dễ mà sao nhiều anh em vẫn bình luận cho tôi là trồng nó không sống. Gạo là nó chỉ anh em để ý đừng có bây giờ tưới ẩm quá thôi. Cứ tưới là sao mà cái đất nó lúc nào nó ẩm ẩm là được, chứ đừng có tưới nó đất nó ướt quá là nó bị thối anh em ạ. Nó thối nó chết. Thứ hai là con mối nó ăn thế, chứ là hiếm khi nó chết đó.
Tôi đa số là tôi ươm cây là đa số là bị con mối nó ăn, cái vườn nhiều mối quá. Cây nào chết là nhổ lên là do mối. Mối hoặc lấm, sống rồi xong nó lấm nó chết. Thế còn đa số là cây ươm trồng sống hết. Trộn chấu mà anh em trộn chấu hoặc sơ dừa không ạ? Cái tỷ lệ mình phải nắm rõ chứ mình cái trộn nó nhiều khi nó nhiều cái này quá, nó ít cái kia quá nó cũng không được anh em ạ. Độ ẩm nó cao quá. Độ ẩm nó cao quá mà mình tưới nó nhiều quá nó úng. Mà toàn đất không thì nó hóa bùn. Cây một thời gian nó không phát triển được. Bây giờ tôi chỉnh sửa cái này lại xíu anh em xem cho vui nhá. Video đến đây tạm biệt tất cả anh em nhá.